Xin chào tất cả các bác. Rồi, nay em quay hướng dẫn là cách làm áp khí hiệu quả trên cây cao su tơ, cao su non. Thì như cái vườn cao su này là thế nào? Được chắc 7 năm hoặc 8 năm gì thế này, cái vườn này. Đó. Cái cây áp khí này. Cái cây này là cây bé tí luôn, cây này là chỉ có được chưa đầy 40 vành ấy. Và cái này đã áp khí từ đầu năm 2020. Làm đến nay là năm 2021 đã được khoảng cỡ chính thức là 1 năm. Năm nay bắt đầu lại áp khí lại. Và cách áp khí hiệu quả trên cây này ấy là trên những cái loại cao su mà tơ như thế này ấy là phải làm, phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật mới được. Còn không là làm sau vài tháng là tháo bỏ sạch luôn. Cái loại cao su tơ như thế này là rất khó làm này. Cực kỳ khó làm luôn, không phải đơn giản đâu. Và đây là những cái lỗ khoan của năm ngoái, chỗ đóng nắp chóp đây. À đây, chỗ đóng nắp chóp đây. Đấy. Đây là những cái chữ lỗ đóng nắp chóp này. Đây là những cái lỗ khoan này này. Tại sao nó bị rộp ra như thế này? Đấy, rộp mất một mảng ở chỗ mình khoan này. Đó, đây chỗ đóng nắp chóp nó bị rộp lên một tí. Là tháng cái đợt này ấy là chủ vườn ấy làm là vẫn chưa đúng kỹ thuật. Cho nên ấy lấy tập trung gần nhau quá. Như cây già thì mình lấy như này được. Cây trên 10 năm mình lấy như kiểu này được, còn cây tơ là mình không nên lấy như thế này. Đây. Các bác thấy chưa? Có nghĩa là tháng đầu tiên ấy, chủ vườn ấy đóng ở đây và bắt đầu khoan ở trên này. Đấy, sang tháng thứ hai ấy lại đóng kế ngay cái cạnh đây tí, cách có chuyển có 10 phân à. Xong ấy lại bắt đầu khoan ngay dưới như này, là có nghĩa là cây tơ ấy tỷ lệ dư khí của nó rất nhanh. Không phải là chuyện bình thường đâu. Thế là bắt đầu ấy khí đợt trước nó vẫn còn trong cây, và khí đằng sau đợt khoan thứ hai nó lại bắt đầu tống vào phát nữa, là bắt đầu nó làm cho cái vùng da này là nó bị rộp mất một cái lớp da cát. Nhìn nó xấu cây thôi, mà tuyến mủ trong đây nó cũng không ảnh hưởng gì. Làm như thế này là nó hay bị suy tuyến mủ này, làm kiểu này này. Đó. Và năm nay chủ vườn bắt đầu đóng nắp chóp ở đây và bắt đầu khoan kế ở đây được rồi. Mủ nó vẫn đạt. Đây, năm nay khoan đây, năm khoan được xem là 1 2 3 4 5 mũi rồi. Khoan 5 mũi. Làm như thế này bên như bên này là không được nhá. Cho nên đấy là mình ấy áp khí như trên cây tơ như thế này ấy là phải di chuyển thật xa. Bèo nhất ấy phải được tầm cỡ 50 phân chẳng hạn đấy. Như mình lấy mủ ở đây ở vùng này rồi đóng nắp chóp đây ấy, là bắt buộc là mình phải chuyển lên cách đây khoảng 50 phân, mà phải chuyển vòng qua cho vòng tròn theo thân cây. Đấy, chuyển càng xa càng tốt. Chuyển gần là rộp ra như này đấy. Đây. Chuyển gần là rộp này. Rộp này là dần dần, nếu mà cái ở đây ấy mà mình lấy mủ sang tháng đầu lấy đây, ở tháng thứ hai lấy bên này, còn sang tháng thứ ba nữa lấy gần gần bên này nữa, coi như là cây này là năm nay là suy tuyến mủ đứt luôn, không có mủ luôn. Đấy. Thế đây. Bắt đầu sang tháng thứ tư thứ năm ấy, chủ vườn là làm nó ý thức được cái vấn đề rộp ra rồi, và bên kỹ thuật cũng đến hướng dẫn kỹ cái vụ này, là bắt đầu làm nó thấy đúng rồi này. Đấy. Bắt đầu sang tháng thứ ba này. Đây, hình như là đúng ở đây này. Bắt đầu đóng nắp chóp ở đây và bắt đầu khoan dưới này, thấy không? Chuyển cái bộ áp khí đi xa và cái vùng lấy mủ của mình xa hơn một tí là da nó đẹp y như này. Đó, những cái nốt khoan đây. Nhìn không nứt một tí gì luôn. Cái này khoan vào gỗ nó chỉ lồi ra một tí thôi. Nhìn da rẻ bình thường như thế này. Đó. Và sang đâu này? Đây. Bắt đầu từ tháng thứ ba chuyển sang tháng thứ tư nó như thế này này. Ở đây là khoan dày luôn. Đấy. Đó. Nó không bị nứt, không bị mất da cát luôn.
Bắt đầu năm nay đóng nắp chóp ở đây xong ấy là lại khoan trên này là bình thường, mổ vẫn bình thường. Cho nên ấy là mình làm trên cây tơ này là phải di chuyển thật xa mới được. Di chuyển quá gần đi là rộp ra là bình thường á. Đó, cái đây là cây tơ nha, những cái vườn tơ là bắt buộc là phải chuyển tối thiểu 50 phân. Nó mới được như này. Đây. Đó. Đấy. Nhìn ra rẻ nó đẹp như này nó không rộp ra nhé. Còn về vấn đề cây có đen hay không ấy, hay là hỏng vân này nọ, thì cái video trước là mình đã quay trực tiếp, quay là hy sinh một cây trong vườn cắt ra. Đấy, các bác kiếm cái video đấy xem rồi xong ấy là tự có một cái nhận định, nhận xét riêng cho mình. Đấy. Cho nên là kỹ thuật có nghĩa là mình chuyển vùng là các bác cứ cố gắng duy trì làm sao những cái cây tơ như thế này, vườn tơ, vườn non hoặc là vườn mới mở miệng năm đầu tiên. Đấy. Thì là mình phải di chuyển càng xa càng tốt. Và cái lượng khí ấy mình đưa vào cây ấy là càng ít càng tốt. Không nên ham lấy nhiều. Lấy bằng mấy gạo truyền thống thôi, như cây tơ này. Đấy, là môn này là cực kỳ lợi ra. Để tránh cái tình trạng à đây này, cứ lấy tập trung nhiều quá, cái này là tập trung nhiều quá nó bị thế này thôi. Vậy là cái lượng khí đợt đấy là đưa vào là cũng trên 50. Trên 50 chủ vườn cho vào trên 50 là nó dính ngay, dính trưởng ngay. Đi gần như này ấy, mình đi, đi đi lượng khí khoảng 10 mm thôi. Như cái vườn này ấy là sử dụng bộ nắp chóp đuôi ngang và cộng túi PVC. Túi này là 10 lần 10 10 ngày phải bơm lại một lần. Đấy. Cái túi này là cực kỳ khó làm này, với lại cái nắp chóp đuôi ngang này còn dễ làm một tí. Đấy. Cái bộ này là phải dành cho những người mà đã làm khí lâu năm rồi, là chuyên về làm khí mới làm được nhá. Các bác thì mới bắt đầu bước chân vào làm khí, làm cái bộ này là vứt hết ngay lập tức, hỏng hết cả vườn. Chưa đến tháng thứ ba đã tháo vứt đi gạo truyền thống rồi, vườn nặng hơn á, còn cạo không ra mủ luôn. Đâu phải đơn giản đâu, làm khí thì nó phức tạp lắm ấy. Mà mình tuân thủ đúng kỹ thuật thì làm thì rất đơn giản. Đâu đây này, chỗ khoan này lúc nãy này, quay gần chỗ bên này, dưới này này, đó đây, cái này này đóng này, đóng bị lỗi này, xong nghĩa là bắt đầu đóng phát lên đây này, đó đóng phát lên đây này. Chỗ chỗ vùng này là thuộc diện là nó hơi bị dư khí một tí này. Cái đợt này nó không biết ai bơm khí mà nhiều quá đi, nó cây tơ nó hay bị mất cái lớp da cát. Mình muốn không mất lớp da cát, nhìn như không phải tác động cái gì vào ấy, thì là phải bắt buộc là phải làm đúng kỹ thuật. Khí là phải đưa vào là không được lệch một tí nào mới được. Lệch 5-10 mm là xong luôn đấy. Đó, thế là bây giờ là di chuyển đi xem tất cả các cây trong vườn. Đó, cái vườn này thì chắc là chiều nay khoan. Đây. Đây, những cái lỗ khoan này. Vùng này vẫn chưa dư khí này. Mà khoan đây là vào gỗ này. Đấy, cái này là vào gỗ là nó nứt ở cái chỗ mà mình lỗ khoan này ra này. Đấy. Là năm ngoái là khoan vẫn chưa chưa đạt. Cho nên là đánh hết vào gỗ. Đó. Đấy, thế này. Khoan vào gỗ luôn. Nó mới nứt ra như thế chứ. Còn khoan không vào gỗ chả sao. Đây. Đây những cái lỗ khoan này. Đó. Cái vườn này cự ly khoảng cách thì như thế này thì là quá đạt rồi. Cái này thì xem nào. Cái này thì gần gần 4 phân. Cái này là xa quá. Lỗ cách lỗ thì tầm cỡ phân rưỡi 2 phân đây là được rồi. Đó. Cho nên là làm nó phải đúng kỹ thuật, sai kỹ thuật cái là xong xác luôn đấy. Đây, đấy. Với lại ấy, có cái máng mưa như này này, các bác phải nên xé đi này. Chẳng hạn như cái tô mình ở đây như này, đây đây tô như này. Để này, nước mưa ấy, cái dòng chảy nó chảy rất mạnh,
Đấy, chảy từ trên cây này xuống mưa to là bắt đầu nó chảy theo máng này, nó tống vào đây này. Cái tô mình ở dưới đây, với lại cái nắp mình này nó tống nước mưa là chạy chạy một phát xuống cái nắp kia, y như thác đổ ấy. Thì chả có cái nắp nào chịu được. Nó tống xuống đây là bắt đầu nó bật cả cái nắp này ra, chứ nói gì đến chống mưa, chắn mưa nữa. Cho nên là phải xé đi, không xé đi là không được. Là cái nắp này dù có ngon cỡ mấy vẫn cứ vào nước à, mổ vẫn bị nước à. Rồi, thôi, em quay chia sẻ vậy thôi, là các bác thì xem video là cố gắng mà di chuyển những cây tơ ấy là phải càng xa càng tốt, không là nó rộp ra là đấy. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.